cho anh cây 12 Pro, anh mua cho người yêu anh. Chỗ này bao tiền đấy anh? Chỗ này chục triệu em ạ. Nhiều người mơ ước thành đại gia. Đấy nha, hiện tại bên em đang có sẵn hai màu vàng và màu xanh này, anh kiểm tra đi. Xe máy đi em. 12 Pro bên em hiện tại đang có giá là hơn 8 triệu thì anh vẫn còn thừa tiền mang về nhá. Cho nên tiền đủ tiền trả góp con nữa không em? Có chứ anh. Thôi anh. Thế anh dùng máy gì? Anh dùng của em. Lại dùng lại máy em à? Thật là vãi chưởng. Nào anh định phải dùng lại máy nhỉ? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Anh cho em con máy này. Cái màu xanh à? Đúng rồi. Đấy nha, cường lực tiếng giám sát ở máy rồi nhá. Đây, người em bút. Đây là tai nghe nhá. Đây là bộ sạc nhanh. Thì em hóa đơn được chưa bà hành. Đây là voucher 100k nhé, giảm giá nhé. Đây là lúc chuyển dữ liệu sang máy mới cho em gái. Thế là em gái có 12 Pro mới. Còn anh trai thì lại có XM Max mới dùng rồi nhá. Wow. Anh dùng con XM Max của em nhá. Tháng 9 ra con 16 thì anh dùng con máy này. Thế em mua con đấy. Hả? Ok chưa anh? Con tạm em ạ. Tạm đi về nhờ. Đúng là phận con trai 12 bến nước. Thôi thì chúc anh trai với người yêu sớm về chung một nhà.